Hôm nay chúng ta sẽ xem các món đồ mới mua nhé. Họ đã chuyển nó vào phòng khác rồi. Con trai chúng ta đã qua khỏi cơn nguy kịch. Phải đúng. Tôi sẽ để tắm bộ và nghỉ ngơi rồi sẽ quay lại. Wow, một viên chim cương nha. Phải. Tiền bộ chưa bút. Ông sao tạm biệt. Gì đây? Thì xem các thẻ Blackpink này. Anh làm em sợ quá. Sợ lắm. Chờ cái gì đây? Em không chỉ thấy chỗ ăn đâu. Em sẽ phát điên. Ở khi nào em sẽ xuất hiện một bà già điên cuồng. Một chiếc bạn đã phát điên vì tự yêu một người nhưng họ không thành công. Thậm chí bây giờ hết rồi, giờ sẽ dùng món mới. Thì em cũng rất buồn. Này chị đi tặng anh được không? Anh ba biết anh tỉnh rồi. Hay đồ ngốc, anh dám làm em sợ. Please, em đi vô vừa làm thôi, sao mà ngủ nổi. Anh khiến em sợ quá. Từ từ đi. Wow, một cục tẩy nè. Ba cục tẩy nha. Hai cục tẩy sữa chưa. Thêm gấp sao. Quýt xì. Có cái nước nè. Nhưng nó hơi thủ thủ đấy nha. Không nhịn thôi, có cái thủ. Trong đây. Để mua đồ. Đây là cái gấp. Chơi xích lưu rồi phải không? Giờ con phải làm cho bố việc này được không? Được ạ. Con sẽ nói với dì Felix của con rằng con rất thích bố. Nhưng con sẽ không nói với dì ấy rằng bố là bố của con, được không? Được ạ. Hãy nói với dì con về bố. Rằng bố là một người rất tốt. Và con không thích cái chú Baris đó. Được không? Vâng ạ. Con sẽ nói với dì ấy về gì? Con rất yêu bố và không thích chú Baris chút nào. Bố cũng vậy, bố yêu con rất nhiều, nhưng bố không thích chú Baris tẹo nào. Tập 85 bộ phim Câu chuyện tình yêu, 22:40 ngày mai. Tiếp nha. Tấm thẻ. Ta-ta-ra. Sao người con? Chắc đường sắp tới của anh.